Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của Long Thể Thao Hạ đẹp hóa chất Đức Giang Lào Cai Câu lạc bộ Elribank Ninh Bình sẽ lọt vào bán kết của giải bóng truyền nữ câu lạc bộ châu Á 2024 Và đối thủ của Bích Tuyền sẽ là ai? Cuối video sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó Với tính chất quan trọng của một trận đấu Cả Ninh Bình lẫn hóa chất Đức Giang Lào Cai đều đề cao một sự chắc chắn trong lối chơi và đôi bên đã chắc chiêu từng điểm số 1 cho đến thời điểm dưới xếp 1. Nếu như hóa chất Đức Giang Lào Cai có những miếng đánh hiệu quả nhờ khả năng ghi điểm tốt của Bích Thủy, nhưng sự xuất sắc của Bích Tuyền bên kia truyền tuyến đã khiến cho huấn luyện viên của đoàn quân Phạm Văn Long không còn giữ được thế trận cân bằng ở phần còn lại. Để thua nhiều điểm số liên tiếp, hóa chất Đức Giang Lào Cai nỗ lực có những điều chỉnh để lấy lại nhịp chơi nhưng không thành. Eurobank Ninh Bình đã vượt lên dẫn trước 1-0. Hóa chất Đức Giang Lào Cai có khởi đầu không tệ ở xét đấu thứ hai và lợi thế dẫn điểm. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng này không thể đứng vững trước sức ép của Bích Tuyền, Nguyễn Trinh bên kia trên tuyến, cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Văn Lâm. Sau đó đã chơi không tốt, bắt bước một rất xấu tạo điều kiện để Ninh Bình tiếp tục nới rộng, cách biệt và có chiến thắng trong xét đấu thứ hai. Tấm vé vào bán kết của giải châu Á đang rất gần với Ninh Bình khó khăn trồng chất khó khăn cho hóa chất đức giang lào cai khi họ không cho thấy được sự bộ mặt khởi sắc với hai xét đấu trước đó năng lực của tú linh bích thủy chưa đủ để giúp đội bóng à, bầu hiển có được thế trận cân bằng đặc biệt trong bối cảnh đồng đội của linh thủy bắt bước một cực kỳ không tốt ở bên kia lưới, Bích Tuyền không ngừng nhả đạn, bản thân tay đập quê Vĩnh Long cũng tiến bộ hơn rất nhiều ở khâu phòng ngự. Một thất bại toàn diện của hóa chất Đức Giang Lào Cai trước Euribank Ninh Bình. Trung cuộc thì câu lạc bộ Euribank Ninh Bình đã có chiến thắng trước hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số 3-0. Tỷ số các xét lần lượt là 25 17, 25 16 và 25 18. Qua đó, Ninh Bình đã chính thức giành vé vào bán kết của giải bóng chuyền nữ câu lạc bộ châu Á 2024 và đối thủ của câu lạc bộ Eribank Ninh Bình không phải là một đối thủ nào xa lạ, đó chính là câu lạc bộ Kenit đến từ Kazakhstan. Khi mà ở trận tứ kết còn lại thì câu lạc bộ Kenneth cũng đã khá vất vả phải vượt qua được câu lạc bộ Spy đến từ Iran với tỷ số chung cuộc là 3-1. Như vậy thì trận bán kết 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Eribank Ninh Bình đến từ Việt Nam và câu lạc bộ Kenneth đến từ Kazakhstan. Và chúng ta cũng cần phải nói thêm, đối với người hâm mộ Việt Nam thì câu lạc bộ bóng chuyền nữ Kenneth đến từ Kazakhstan là một câu lạc bộ không có gì quá xa lạ đối với người hâm mộ. Khi câu lạc bộ Kennes chính là khách mời của VTV Cup 2024 diễn ra tại Ninh Bình và Trung cuộc thì trong giải VTV Cup 2024 câu lạc bộ Kennes đã xếp hạng 4 Trung cuộc và dự đoán đối với trận đấu này thì câu lạc bộ Eurobank Ninh Bình nếu như thực sự họ chơi đúng thực lực và đúng phong độ của các câu của các cầu thủ đến từ câu lạc bộ này thì một chiến thắng sẽ dành cho câu lạc bộ Eribank Ninh Bình và mình cũng xin chúc cho câu lạc bộ Eribank Ninh Bình sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Kenneth để góp mặt trong trận chung kết như mơ giữa câu lạc bộ Kenneth À, giữa câu lạc bộ uh, Ninh Bình với lại câu lạc bộ New Rockets. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay rất mong các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn khá là nhiều ạ.